Xin chào các bạn nha. Mình đang chuẩn bị combo gồm hai bức tranh cho khách. Thì đây là tất cả những gì mà bạn ấy cần mua. Thì gồm có combo này thì nó chỉ có nguyên liệu để làm tranh gạo thôi. Còn khung á, đây là khung này. Đó, đây là hai khung bạn. Bạn đặt mua. Size của khung này là 25 x 35 phần lòng đấy. Thì đã đặt vừa bức tranh này đấy. Và khung này thì mình cũng chuẩn bị cho bạn loại nhỏ nhỏ nhất cũng như là tấm nhựa. Đó, tấm nhựa trong suốt rất là nhẹ. Thì bạn nói là bạn muốn tặng ra nước ngoài, có một người thân và bạn sẽ gửi ra nước ngoài. Thì khung nhỏ như này và nhẹ như này thì nó sẽ tiết kiệm cái chi phí gửi cho các bạn. Nói về combo tranh này thì hầu hết các bạn là mua combo bên mình á, thì mình sẽ quay clip lại và sẽ có một đôi điều chia sẻ về cái combo này. Trong combo này thì bạn ấy chọn hai mẫu. Hai mẫu đây. Đó. Lần này thì mình in màu, các lần trước thì mình in đen trắng. Thì mình nghĩ là thôi thì hỗ trợ các bạn in màu luôn. Thì có thể là các bạn mới làm lần đầu hay là mới làm một vài lần chưa quen hẳn đấy. Thì mình sẽ in màu như này thì các bạn sẽ dựa vào cũng như là các cái màu sắc, các màu gạo mình chuẩn bị này. Thì các bạn ướm vào là sẽ dễ làm hơn, thì mình nghĩ là như thế. Đây là hai bức, một bức đồng quê hai cô gái ở dòng sông, một bức là có một cây cầu bắc sang khu khu nhà bên này. Thì đây là gỗ này, ván gỗ này, dày 6 ly nhé, màu xanh. Đằng sau là phủ lớp rất là trơn và chống ẩm. Đằng trước là mình in mẫu. Về dụng cụ thì vẫn là có. Đợt này thì bạn mua hai bức nên là mình sẽ chuẩn bị một lọ lọ to như này. Đó, cộng với một lọ nhỏ để phòng bạn bị thiếu. Hai lọ keo sữa, hai keo sữa. Đó. Một thìa inox, một nhíp inox. Nhíp này là nhíp cong nhé. Một que gỗ này. Và một vài cái vòi. Vòi này thì dùng cho cả 502 và dùng cho cả keo sữa nhé. Thì mình có để một số cái đấy. 4 cái. 4 5 cái. Đó là dụng cụ và keo. Và tiếp theo là gạo. Đây là chính này. Bước này thì của bạn mình quan sát thấy là các cái màu tông chủ yếu là tông vàng. Các bạn nhìn vào bức tranh rất là ấm đúng không? Và có một số cái màu khác ví dụ như là màu màu tối này. Mình phân tích và lựa chọn gạo cho bạn thì mình đã đong như thế này. Đây mình sẽ show gạo ra. Thông thường là mình sẽ đong từ 10 đến 12 màu. Cứ tùy bức tranh bạn đặt mua mà mình sẽ tính toán cho hợp lý và phù hợp nhất với nhu cầu của các bạn. Đây là 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 màu. Cộng với 4 cái màu này. Các bạn có thể thấy là nó rất nhỏ. Đó, và đây là dài, đây là nhỏ. Rồi, các bức đồng quê này á, thì các bạn có thể thấy là nó có những cái lùm cây này.
lùm cây. Nó mình sẽ dùng gạo nhỏ để đổ để làm những lùm cây này thì nó sẽ chi tiết hơn, đẹp hơn nữa. Bước dưới cũng thế, bước dưới cũng có lùm cây này. Đó, lùm cây đây. Rồi, các màu gạo này. Thì bởi vì các bạn bạn đặt mua combo này của mình là bạn người mới. Nên là mình sẽ quay clip này lại và cũng như là hướng dẫn bạn xem là cơ bản là cách làm như nào. Mình sẽ chỉ nói thôi mà mình sẽ không thị phạm được. Các bạn khác mà xem video thì cũng có thể là có những cái học hỏi qua đó. Thì mình sẽ rất hy vọng như vậy. Với cái bức tranh này, combo này thì mình sẽ nói từng bước một nhé. Thì mình sẽ nói nhanh một chút. Về các cái màu sắc này này thì mình sẽ đánh dấu là từ 1 đến 11. Thì bạn để ý nhé. Với những màu màu tối như này trong combo này nhé, màu nâu sẫm này, thì các bạn sẽ dùng để gắn. Đầu tiên là bước thứ nhất là khi các bạn nhận combo này, bước thứ nhất đó là gắn đúng không? Dùng keo sữa này. Đó, dùng keo sữa và dùng que gỗ này. Đó, bôi keo theo. Thì mình có những cái clip hướng dẫn rất là kỹ về cách gắn gạo như thế nào. Đó, các bạn bôi keo và các bạn dùng cái màu nâu này. Với những chi tiết người này nhé, gắn hết các cái đường nét này, đường chu vi chính này. Đó, rồi cũng như là con thuyền này. Thuyền này để ý nó có một cái đường vàng, thì các bạn có thể chọn màu, màu số 3 được hoặc số 2. Đó. Rồi thuyền này, con trâu này, chữ này. Đó. Đó là cái màu màu tối nhất này. Tiếp theo đến những cái chi tiết khác, ví dụ như núi này, thì có thể là các bạn quan sát nhé, các bạn ướm màu ở đây thì có thể nó là màu số, đây là số 8 hoặc số 9. Đấy. Cũng như là cây nữa, mấy cây dừa này thì có thể là số số 9 này này. Đó, rồi cây này có thể là đậm hơn là số 10. À, ông người này cũng như các chi tiết khác thì các bạn ướm vào, đó, ướm màu vào và các bạn chọn để gắn. Rồi, bước dưới này cũng vậy. Bước dưới này thì cũng xuất phát từ màu tối nhất nhé. Các bạn cứ làm một hướng ấy, có nghĩa là màu cứ chọn màu tối nhất, sau các bạn sẽ so sánh để chọn những cái màu nó giảm tông hơn. Đó. Ví dụ như cây, cái cây này, thân cây này sẽ là màu tối này. Đấy, rồi cây cầu, những cái trụ cầu này, thuyền này, một vài cái nón này, rồi cái cây da hay là cái chữ, đấy, mấy cái cây này, thuyền này, đó, quần này, có thể chọn màu này, đó. Và các bạn sẽ so sánh với những cái chi tiết khác, ví dụ như mái nhà, hay là cái áo, hay là cái cây này, thì sẽ giảm tông đi xuống những cái tông 7, 8, 9 này, đó, rồi những cái vị trí nào cần trắng. Đó. Ví dụ cái nón này hay là cái cặp sách này, cái chân này thì là dùng màu số 1 hoặc số 2. Đó thì là mình nói cơ bản về cách chọn màu như vậy để các bạn gắn. Rồi, sau khi mà xong cái bước gắn á thì tiếp theo các bạn đến bước là đổ nền. Bước đổ nền thì để mà nó suôn sẻ, để mà tránh bị rối á, bởi vì là các bạn là ít làm hoặc là mới làm lần đầu ấy, thì sẽ nhìn vào bức tranh sẽ không biết làm từ đâu. Thì mình có một cái kinh nghiệm, đó là các bạn cứ xuất phát từ màu màu tối này. Đó, xuất phát từ màu tối, các bạn quan sát bức tranh. Ví dụ như ở bức tranh này, tóc, rồi cặp, rồi vị tóc này, thân thuyền, rồi phần trên thuyền này, quần này, nhà này, trâu này. Trâu để ý là nó sẽ có những cái màu nhạt hơn. Đó thì mình sẽ dùng một phần dưới là màu này. Còn càng trên thì mình sẽ dùng càng màu có
và các màu kế nó, kế cận nó, nhớ là cứ liên tiếp nhé. Đó, rồi sau khi hết màu tối thì tiếp theo đến màu nhạt hơn. Đó, quan sát màu này có gì, có cái này, cây này, rồi cây này này, rồi phần thuyền này, rồi áo này. Đó, rồi có thể là cây. Đó, rồi đến màu tiếp theo, rồi màu tiếp theo có thể là đất này, rồi áo, áo này, rồi thân nhà này, tường nhà đấy. Đó, rồi thuyền này. Đấy, các bạn hiểu ý mình không? Một nguyên tắc chung đấy, đó là các bạn sẽ phải đổ hết chi tiết trước. Nghĩa là bức tranh này nó chia ra hai phần. Phần thứ nhất là các chi tiết, các cái nội dung của bức tranh này, nội dung chính của bức tranh này, đó là người, thuyền, rồi trâu này, nhà này, cây này, mặt trời này, núi này, đấy, đất này. Các bạn sẽ đổ những cái phần nhỏ này trước. À, bớt lại trời, bớt lại nước, bớt lại mặt đất. À, để làm sao? Bởi vì là những cái phần này nó là phối nhiều màu và nó là mảng lớn, thì chúng ta sẽ làm sao? Đó thì các bạn cứ làm phần một trước, đó là đổ những cái chi tiết này trước bằng cách so sánh màu và lựa chọn màu mình đã sắp cho các bạn. Còn phần thứ hai ấy, sau khi mà xong hết phần 1 nhá, đến phần 2 này thì sẽ là trời, nước và đất, đúng không? Hầu như các bức tranh nó đều có như thế. À, bức này cũng vậy này. À, các bạn nhớ là sẽ đổ đủ cây nữa nhé. Đây dùng bốn cái màu mình chọn này. Đấy, cứ đổ theo cái lùm cây mà trong mẫu. Cái này cũng thế này. Đó. Đến phần 2 đó là đất, nước, đất và trời. Đây cũng nước, đất và trời. Đó, thì các bạn cứ chọn một thôi. Thường thường là mình sẽ đổ đất và nước trước, còn trời thì nó cao thì mình sẽ đổ sau. Đó thì kinh nghiệm đó là đổ từ đậm ra nhạt. Ví dụ như trên này nhá, đất trước này, thì các bạn quan sát gần nhà này sẽ là màu đậm, thì chúng ta có, bạn có thể chọn màu này, màu số 9 hoặc số 10. Đấy, cứ dùng vừa phải cho 9 hoặc 10, dùng ít một, ít một thì sẽ là đây. Đó. Sau đó sẽ chuyển dần ra. Các bạn sẽ định vị là màu đầu tiên là màu bao nhiêu. Các bạn cứ chọn nhé. Màu đầu tiên ví dụ là màu 10 đi. Màu này thì nó có thể là màu số 4. Đấy, thì từ 10 đến 4 thì sẽ qua các màu là 5, 5, 6, 7, 8, 9, đúng không? Đấy, thì cứ căn cứ vào mẫu và các bạn sẽ đổ. Cứ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Đó. Chỗ nào nhiều, chỗ nào ít thì các bạn có thể là ước lượng, hoặc các bạn có thể dùng một cái bút chì, các bạn vạch ra. Đấy, đúng cái khoảng đó. Ví dụ 10 đến đây, 9 đến đây, 8 đến đây, 7 đến đây, 6 đến đây, 5 và 4. Đó, thì nó sẽ ra khoảng này. Tương tự trên này thì cũng sẽ là, trên này thì có thể là 9. Đó, 9 nó đều nhiều như này. Sau đó là xuống 8, 7 và nó sẽ nhập với đoạn dưới này. Nó là đất, đây, nước. Nước thì bóng đậm và càng ra xa càng nhạt. Bóng thì các bạn có thể chọn màu số 9 đi, hoặc 8. 8 cũng được. Thì bóng, chỗ nào có bóng các bạn đổ 8. Ví dụ 8, 8, 8, 8 đã đổ một liền một lúc. Chỗ này, chỗ này, chỗ này và chỗ này. Sau đó 8 thì sẽ có 7. Nó sẽ ấp vào. Đấy. Và sẽ xuống, xuống cái màu đây, ví dụ là màu số 3, màu 3. Đó thì nó sẽ len lỏi các cái đoạn như này. Và lên đây sáng hơn thì sẽ là 2 và 1. Đó. Về trời thì nó có mây này. Mây. Mây thì có thể để màu số 5 này. Màu số 5 này. Đó. Mây, các cái tròm mây. 5 thì sẽ đến 4, 4 nó sẽ vây xung quanh. Đó, và tương tự xuống đến 1.
Đó. Vừa làm thì các bạn vừa quan sát và dùng thìa, nhớ là dùng thìa để múc gạo và đổ vào, thì nhớ là dùng thìa để ấn đẳng nhé. Và làm sao cho các hạt gạo sát nhau và bức tranh khít. Đó. Đó, về cơ bản là sẽ làm như vậy. Có thể mình nói nhanh và có thể các bạn sẽ phải xem lại kỹ hơn. Đến bước nào thì các bạn sẽ xem bước đó. Với bước này cũng tương tự nhé. Thì cách làm chung nó là như vậy. Đó, về màu sắc mình chuẩn bị như thế này. Thì các bạn cứ dùng một chút, dần dần là bức tranh nó sẽ xong và các bạn sẽ có kinh nghiệm hơn. Ok, thì trên đây là cái review về combo này, hai combo đồng quê cho bạn khách đặt và những cái kinh nghiệm của mình, các bước làm của mình khi nói về hai bước này. Các bước khác hay các bạn khác có xem clip này thì cũng có thể là học hỏi tương tự cách làm như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ gói và đem chuẩn bị. Trời cũng tạnh mưa rồi. Thì bây giờ mình sẽ gói hàng đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào.